khỉ nhá. Trông mặt trông cười chưa? Con này trông vậy thôi nhưng mà có khi chỉ được một cân, chưa đến một cân. Chưa đến một cân. Trong mặt buồn cười chưa? Kêu buồn cười. Hôi lắm. Bị treo dây xích rồi. Chắc cô cậu muốn đi chơi. Trốn rồi. À, ăn gì đây? Bánh mì. Tìm được miếng bánh mì. Ăn đấy thì dùng miếng bánh chắc là kít. Các con này nuôi ở đây lâu rồi, có thấy cả chai nước này. À, chai nước này để bán xăng, biển bán xăng. Con này ở đây lâu chưa cháu? Ở đến lâu rồi. Thế à? Đây của nhà chú này. Chú mua à? Vâng. Bao tiền một con này? Chú ấy thích con này à? Không biết. Nuôi con này có khó nhỉ? Nó ăn... Khó đâu. Ui, thì chết rồi. Con này nó bám cái tay ghê lắm. Nó có cắn không? Không, không cắn. Ôi nó mổ cái này nó ăn. Thôi, thế đi ra, bác không chả có cái gì ăn. Lúc nào có đồ ăn thì mang sau. Thôi chết rồi. Bác cho nó quả cam ấy. Ừ, nhưng cam mà nó ăn nhiều lắm. Ừ, thế để về lấy cam đã. Bỏ ra được không? Bỏ ra. Nó đợi thấy đồ ăn này nè. Ấy vào cổ chết mất này.